Xin chào anh chị nha. Xin chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh của mình. Như vậy thì hôm nay thị trường chung của chúng ta cũng không có gì khác so với thế giới. Vừa rồi thì giá vàng tăng rất là mạnh và Bitcoin tăng rất là mạnh. Và đêm cuối tuần thì chúng ta thấy rằng là Dow Jones cũng giảm khá sâu. Đấy, mặc dù là giai đoạn vừa rồi thì Dow Jones giảm có giai đoạn phục hồi rất là tốt, nhưng mà vừa rồi cuối tuần nó phiên giảm khá sâu. Chính vì vậy mà cái áp lực lên chỉ số của chúng ta và tâm lý nhà đầu tư chúng ta thì cũng gây ra một cái tâm lý phải bán thôi, đúng không ạ? Chính vì vậy mà các tín hiệu tích cực mà chúng ta đã trao đổi ở cuối tuần thì phiên đầu tuần hôm nay chúng ta thấy rằng là nó không duy trì được đấy. Áp lực để lên đối với chỉ số của chúng ta thì anh chị biết rồi, áp lực từ các nhà băng phá sản, rồi là Dow Jones giảm, rồi chuẩn bị Fed tăng lãi suất vào ngày thứ năm tuần thứ tư thứ năm tuần này, vân vân. Ở đấy thì đó là những cái thông tin mà dẫn đến là cái tâm lý giao dịch của nhà đầu tư là nó khá là bất an. Thì khi mà trạng thái bất an như vậy thì họ lại thoát ra thôi, đúng không ạ? Đấy thì hôm nay chỉ số chúng ta giảm, chỉ số VN-Index của chúng ta giảm hơn 22 điểm, tương đương 2.11%. VN30 thì giảm 23.21 điểm, tương đương với 2.22%. Đấy. Như vậy thì những cái tín hiệu chúng ta đã chia sẻ một tích cực thì bây giờ nó không duy trì được. Và những kịch bản 1 hai ba ở đấy mình chia sẻ trong nhóm khách hàng của mình đầu phiên giao dịch thì hôm nay cũng khá là hiệu quả. Ở đấy là mình vẽ có nhiều đường trend anh chị, có nhiều kênh giá nhá. Đấy thì anh chị nhìn qua thì anh chị xem thấy thấy nếu như trung hạn thì sẽ có đường này, đấy sẽ có đường trend trend tăng này, đường này đường trend giảm này, đường này đường trend tăng này, đấy là một kênh giá này. Và hôm nay thì nó vượt, nó làm giảm, làm mất, nó phá đường trend trend giảm này, ở đường trend tăng này, trend tăng trung hạn này, hôm nay là chính thức nó phá đường trend tăng trung hạn này. Đấy thì cái vùng tiếp theo sẽ là vùng 1013 đến 1018. Thế thì chúng ta sẽ đưa ra một chiến lược chúng ta giao thị trường ở vùng đó, tức là 1013 đến 1018, tức là vùng đáy này anh chị này. Tất nhiên thì cả cái tín hiệu mà tiêu cực xấu á thì mình đã nói với anh chị ở video cuối tuần rồi, mình tức tức trước khi mà mình chia sẻ cả tín hiệu tích cực á thì mình còn nói với anh chị ở một cái ý ở video cuối tuần. Đó là gì ạ? Chúng ta không loại trừ khả năng là nếu như mà áp lực Dow Jones giảm này, cả thông tin thế giới hiện nay đã phức tạp á, và giá vàng tăng, giá Bitcoin tăng vân vân á, thì nếu như phiên cuối tuần, bởi vì làm video là cuối tuần là trước khi hết phiên, khi đó là Dow Jones nó chưa giao dịch, đúng không ạ? Đấy thì mình có nói anh chị một cái ý đó là gì? Cũng có nhiều khả năng nó sẽ có kịch bản xấu là nó sẽ tẹt với vùng đáy này. Mình đã chia sẻ với anh chị rồi. Đấy, trước khi mình chia sẻ cái vì những tín hiệu tích cực mình có nói gì nó có thể giảm về vùng đáy này. Thì bây giờ là nó đã giảm vào về vùng đáy này rồi, đi vào kịch bản mà chúng ta xấu rồi chúng ta đã đưa ra rồi á, thì chúng ta sẽ chiến lược giao dịch như thế nào chúng tí chúng ta sẽ trình bày. Còn bây giờ chúng ta giao dịch, chúng ta phân tích về cái chiến lược của mình trong phiên hôm nay á, thì trước phiên là mình nói với anh chị là trong nhóm khách hàng của mình là sẽ có ba kịch bản. Thực tế ra vẻ với nó khó anh chị ạ, tức là nó mà vượt đường trend giảm dài hạn anh chị này, đấy đường trend giảm dài hạn này này, thì nó sẽ có xu thế tẹt lại đấy, và một kịch bản nữa nó giảm cũng được. Đấy, một kịch bản nữa nó giảm được, tức là kịch bản số 2. Tức là nó giảm nhưng mà nó đi vào cái đỉnh của tam giác này, tức là nó trong một cái kênh. Nếu như nó một cái kênh là kênh giá này, kênh giá giảm này này thì nó vẫn nằm trên đường trend tăng trung hạn ở đấy á. Và giảm nằm trong cái biên này thì tức là 1 và 2 này thì mình vẫn tiếp tục cầm. Vẫn tiếp tục cầm nắm giữ cổ phiếu. Còn nếu như nó vận động đánh mất cái đường trend trend tăng trung hạn này, như hôm nay là đánh mất đường trend tăng trung hạn này, thì phải bán ra cổ phiếu ra. Đấy thì đó là chiến lược. Đấy chính vì vậy mà hôm nay nó bắt đầu có những vận động phía dưới của đường trend tăng trung hạn này là mình đã xử ngay, mình đã xử ngay gì nhá. Đấy thì chiến lược trong phiên nó rất quan trọng. Thì nếu như anh chị theo dõi kênh của mình giai đoạn vừa rồi anh chị biết, ví dụ con VCI chẳng hạn này, là mình bán cái này gì này. Đấy mình bán cái này này, cái hôm hôm thứ thứ sáu đúng không? Mình mua sang KSB. Đấy. Đấy, vì sao bản cái này thì mình đã phân tích cho anh chị đôi khi nó tăng nó giảm lại khối lượng lớn này đấy như thế này, thì mình bán cái thứ thứ năm vừa rồi đúng không, mình mua sang ví dụ con KSB này. Đấy, KSB thì mình mua 3 lần, một lần ở giai đoạn là ngày phiên này chị này, phiên ngày 2 tháng 3 này, và những giai đoạn đấy này ngày 13 tháng 3 này, và phiên hôm qua xin lỗi phiên thứ năm thứ năm vừa rồi đấy, xin lỗi thứ sáu vừa rồi, thì hôm mình bán VCI đấy, cỡ cầu sáng đấy. Thì như hôm nay vì cái B mình mua những người mở mà mình mua ở những cái số lượng lượng hàng mình mua ở đấy và mua đấy á,
Thì hôm nay mình không bán ở giá cao nhất phiên đâu, mình bán được 25.8. Đúng không ạ? Còn có một mở lực mua ngay phiên thứ sáu khi bán vị trái sáng á, thì hiện tại nó còn xanh nhẹ nhưng đến chiều mai hàng mới về. Đấy thì mặc dù là thị trường chung xấu nhưng mà đối với chiến lược giao dịch thì mình thấy rằng là mình vẫn khá ok, đúng không ạ? Vẫn có những cái lợi nhuận. Có thể là như cái phiên ngày mai thị trường chúng nó giảm thì con KSP nó có thể giảm xuống thì cái lỗ ngay thứ sáu của tuần mình mua nó có thể lỗ. Đấy nhưng mà thực tế là mình đã được phần này. Đấy và phần này. Đấy thì đó là một cái chiến lược. Đó. Chứ không phải là chứng khẳng là bán hết là không hẳn là thị trường chúng xấu là nó chúng ta sẽ thua lỗ đâu. Đấy. Còn ví dụ VCI mình đã nói anh chị đó, mình bán từ cái thứ sáu là đến hôm nay nó thành cái giảm nó khá ok này. Ở khối lượng nó lớn này đúng chưa? Đấy. Còn bây giờ chúng ta để đi vào một cái phân tích đó là vì sao mà nó thị trường chúng giảm nhưng mà vốn nó nhỏ á, thì anh chị xem đây này. Vốn nó nhỏ bởi vì là hầu hết các cổ phiếu trụ anh chị ạ, và đặc biệt là cổ phiếu Vietcombank này, BIDV, CTG, Vinhome, Masan, Hòa Phát, GVR, SAB. Đặc biệt là có ba cổ phiếu ra ngân hàng nhà nước đó là gì ạ? Vietcombank và BIDV và CTG là mạnh, rất là mạnh. Ở Vinhome thì phiên sáng vẫn duy trì ra thì cũng sáng phiên chiều là giảm làm thiếu cực điểm số của chỉ số VN Index đến 0.87 điểm này. Rồi chúng ta thấy là Vietcombank là gần đến 5 điểm, 4.48, gần 4 điểm rưỡi rồi. Giảm rất là sâu. Đúng không ạ? Đấy, thì đó là chính vì vậy mà hầu hết nhiều nhóm cổ phiếu hôm nay nó giảm cũng không nhiều đâu nhỉ. Các phiên tới nó giảm như thế nào chúng ta quan sát thêm, nhưng mình lấy thấy ví dụ như là nhóm ngành đầu tư công, rồi nhóm ngành thép, nhóm ngành chứng khoán thì không biết là các phiên tới nó như thế nào chúng ta quan sát thêm, nhưng hiện tại mình thấy rằng nó vẫn còn giữ rất nên khá là tốt. Đấy, hiện tại như vậy. Hôm nay chỉ có đạp trụ là chủ yếu thôi. Đấy thì đó là một số nét, còn cả cái nhóm ngành mà tiêu cực thì có thể nói là 24 nhóm ngành thì tiêu cực chỉ có một nhóm ngành là tăng 0.31%, nó cũng không nhiều. Trong nó có nhiều nhóm ngành là tăng giảm trên 2% cũng khá nhiều. Có đến 11 nhóm ngành. Đấy, những cái anh chị xem thêm mình cái này anh chị nhé. Rồi bây giờ chúng ta phân tích vào yếu tố cái kỹ thuật ở đấy á, thì anh chị thấy rồi. Vì sao như thế này thì mình đã chia sẻ với anh chị rồi, chúng ta đã giao dịch rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ giao dịch như thế nào? Khi mà thị trường đang giảm như thế này với biến đồ lớn như thế này anh chị này. Biến đồ hôm nay là khá lớn anh chị ạ, hơn 20 điểm. Đấy, cụ thể chỉ số VN-Index của chúng ta là giảm đến 23, 22 điểm đúng không ạ? Còn chỉ số VN-Index của chúng ta, VN30 là giảm đến 23 điểm. Đấy. Thì bây giờ là mình sẽ xóa cái này anh chị nhá, mình xóa cái này. Ở nhiều khả năng cái vùng đáy nhỉ, điểm chỉ số VN đấy chứ, là vùng đáy của nó là phải vùng này này, cái đáy của nó là cái này này. 1013 gì này. Đấy, 1013. Mình vẽ không chính xác lắm anh chị nhá, mình vẽ cái tính tương đối thôi. Và tiếp theo nữa là gì ạ? Một đóng cửa này là 1020. Tức là cái vùng giá nó 1020 thì mình đánh giá sẽ không cao, sẽ là thủng. Và khả năng nó sẽ là gì ạ? Sẽ là 1018 này này. Đấy, 1018 đó. Tức là cái dao động cả phiên tới, phiên ngày mai chẳng hạn anh chị thấy rằng là sẽ có khả năng sẽ nhúng xuống vùng này. Tất nhiên thì chúng ta không đoán trước được, chúng ta phải chờ vào những diễn biến trong phiên. Bởi vì hiện tại những Dow Jones thì anh chị thấy rằng là ở đây anh chị này. Dow Jones như cả cái cuối tuần thì nó giảm khối lượng rất là lớn. Khối lượng rất là lớn này thì có những nhà đầu tư bảo là một phiên bắt đáy. Cũng có những nhà đầu tư bảo là phiên này là một phiên test lại với khối lượng rất là lớn thì thường là nó sẽ giảm tiếp. Nhưng mà hiện tại chúng ta chờ thêm, bởi vì hiện tại với cái thực tế cái yếu tố vĩ mô là tầm cỡ vĩ mô thì thằng anh chị là mình cũng đủ trình độ để phân tích. Đấy, và những yếu tố này thì nó phải thể hiện đến giá và khối lượng thì chúng ta dựa vào những cái dấu ấn đó để đầu tư thôi. Còn hiện tại chúng ta phân tích về tình hình suy thoái thực tế như thế nào, 2008 có lặp lại hay không vân vân, thực tế là nó rất khó. Đấy, mà chúng ta phân tích mọi yếu tố là phải dựa vào giá khối lượng. Đấy thì hiện tại là nó tẹt lại như phiên cuối tuần vừa rồi, nó tẹt lại thôi, nó vẫn giữ được cái vùng giá này, nhưng mà hiện tại chúng ta thấy khối lượng rất là lớn, nên đây là một cái nét lưu ý. Thế anh chị xem thêm cả phiên tới hay không, nhưng mình vẫn giữ quan điểm là nó sẽ phục hồi được lên vùng này. Cái hôm trước mình có chia sẻ anh chị nó rất là dễ thôi, nhưng mà chỉ có một cái hơi khó hiện tại là cái khối lượng của phiên thứ sáu vừa rồi là rất lớn, thì chúng ta quan sát thêm xem cả phiên tới. Còn nếu như mà đêm nay biết đâu là đêm nay mà Dow Jones phục hồi chẳng hạn, đúng không ạ, thì thị trường có thể là phiên ngày mai nó có thể tăng luôn phục hồi luôn, và nó có thể tạo vùng đáy đấy. Nhưng mà thường mà cái quá trình giảm cái biến lớn thế này này thì phiên tiếp theo thường là nó sẽ rất là có một cái quá trình giảm ít giảm nhiều, thường là có một quá trình giảm tiếp.
Nhưng cái khó hiện tại đấy á, là chúng ta thấy là cái khối lượng nó nhỏ. Đây, như lúc này mình chia sẻ với anh chị rằng là gì? Các cổ phiếu giảm nhưng chủ yếu là đạp trụ là rất lớn, đạp trụ là nhiều. Mà chúng ta thấy như vậy thì cái phiên hôm nay là khá là có biến lớn nhưng mà khối lượng nó không lớn. Đấy thì chúng ta quan sát xem thử là các phiên tới, đặc biệt là phiên mai và phiên ngày kia, chúng ta xem thử là quá trình nó về 1013 cho đến 1018. Đấy, 1013, 1018 nó có phục hồi kéo lên được hay không? Tức là nó giống quá trình này gì này. Đây. Giống thôi chứ nhá, bối cảnh mỗi giai đoạn nó khác nhau nhưng mà nó vận động có thể giống giai đoạn này. Sau đó nó giảm biến lớn thế này, khối lượng nó không lớn á thì thường phiên sau đó nó sẽ có quá trình phục hồi. Và sau khi nó phục hồi thì anh chị thấy rằng là nó sẽ có quá trình test lại. Và test lại ở đấy là yêu cầu khối lượng phải nhỏ. Đấy, lúc này mình còn nói với anh chị mình băn khoăn một cái nét ở chỗ đáo rốn đấy. Thường là test lại sau phục hồi nó có test lại một hai phiên. Nhưng mà khi test lại khối lượng phải nhỏ thì sau đó nó có quá trình phục hồi. Còn giống như đáo rốn thì nó khó ở chỗ là phiên test lại những khối lượng nó lớn thì nó là hiện tại là rất khó, do đó chúng ta quan sát thêm đêm nay xem như thế nào. Còn ví dụ như nó mà đấy nó đã thủng, ví dụ như phiên ngày 26 tháng 12 như thế này, mình nhắc lại với anh chị rằng là bối cảnh ở mỗi giai đoạn nó khác nhau nhưng chúng ta thấy rằng là biến rất lớn những khối lượng nhỏ đấy, thì phiên sau đó là nó sẽ phục hồi. Và sau sáu phiên phục hồi đó là sẽ có hai phiên phục hồi, nên chúng ta thấy là nó sẽ có quá trình test lại. Và như quá trình này test lại là khối lượng nó nhỏ, biến nó phải nhỏ nhưng mà khối lượng nó nhỏ, thì sau đó nó lại có quá trình phục hồi tiếp theo. Nhưng ở đấy thì cái biến hôm nay cũng lớn nhưng mà chúng ta thấy đang là khối lượng nó nhỏ so với quá trình, như cả một quá trình đấy chúng ta thấy là khối lượng như phiên hôm nay là nó nhỏ. Chính vì vậy mà các phiên mai ví dụ nó phục hồi thì chúng ta chưa vội mua, và chúng ta phải chờ sau quá trình test lại, ví dụ nó có quá trình test lại như thế này và test lại với khối lượng nhỏ thì sau đó có những cái dấu ấn phía sau chúng ta mới tham gia là ok hơn. Đấy, giống như giai đoạn này cũng vậy chị ạ, nó phải quá trình lên ạ. Nó còn rơi ở đấy chúng ta thấy là tất nhiên bối cảnh khác nhau gì nhá, nó phải có quá trình test lại. Thường nó phải hầu hết nó muốn lên nó phải có quá trình test lại, còn khi nó không test lại lên theo chữ V rất khó, bởi vì vùng cản phía trên bây giờ rất là lớn. Còn bây giờ sẽ sinh ra một cái tâm lý nữa, đó là một cái tâm lý trên thị trường hiện nay, đó là nếu thùng 1020 thì sẽ bán. Và khi anh chị biết rồi, khi mà chúng ta nhỏ lẻ muốn rủ, nếu như mà nó sẽ có một nhịp hồi ở phía sau á thì chắc chắn rằng nó phải rủ, và nó rủ thì thường là chúng ta nó phải đạp thùng cả cái hỗ trợ. Do đó là chúng ta không phải không trừ loại trừ những cái kịch bản như vậy, tức là nó có thể đạp xuống gãy khỏi 1013, 1018, sau đó nó mới kéo lên phục hồi. Rồi đấy, nó cũng có thể là phục hồi ngay ở vùng này. Do đó là hiện tại nó rất khó, nó khó phía hôm nay nhất á là anh chị thấy đang nó khối lượng nó nhỏ. Và khối lượng nhỏ thì thường nó trẻ về ở vùng này một tí sau đó nó có phục hồi và nó test lại chúng ta tham gia là ok nhất. Đấy, thế đó là về chiến lược đối với thị trường anh chị nhé. Còn bây giờ chúng ta đi vào một số cổ phiếu, và cả các cổ phiếu vừa rồi mình phân tích mình là nói anh chị rồi, anh chị hết sức để ý mình, đó là các cổ phiếu trong ngân hàng và đặc biệt là các cổ phiếu ngân hàng nhà nước, ví dụ như Vietcombank anh chị thấy rồi, những cái giai đoạn này mình đã nghi ngờ rồi, anh chị thấy chưa, mình đã nghi ngờ những giai đoạn này rồi. Chúng ta thấy bây giờ là nó đi rất là mạnh, và khi nó giảm với khối lượng nhỏ thế này thì chúng ta thấy rằng đặc biệt là các cổ phiếu như thế này là hiện tại hiện tại mà nói về những vùng này nó 80 các kiểu nó, hoặc là vùng ở đây ở những vùng nào chúng ta chưa biết nhưng mà nó có cân bằng được hay không, thì khi đó máy ra thị trường mới cân bằng được. Đây nó là Vietcombank đúng không, con biến như thế này thì khả năng để mà lên là rất khó, và kịch bản để nó cân bằng lại là mất rất nhiều thời gian anh chị nhé. Đấy, đó là Vietcombank. BIDP cũng vậy, BIDP thì nó tốt hơn một chút đấy ạ, khối lượng nó rất nhỏ và hiện tại nó vẫn còn đấy, hầu như hôm nay là nó vẫn đang còn giữ con đáy trước và vùng nền này. Đấy là nét tích cực của BIDP so với Vietcombank. Rồi vì CTG này, CTG hôm nay cũng vậy thôi, biến rất lớn nhưng khối lượng rất là nhỏ. Và khi khối lượng nhỏ như vậy á, khi khối lượng nhỏ như thế này thì thường nó có quá trình cân bằng lại. Đấy thì chúng ta cũng theo dõi thêm. Đúng không ạ? Các cổ phiếu khác với STB cũng vậy này, vẫn tiếp tục cản đầu giảm này. Đấy, nhưng mà những cổ phiếu khi nó dao động thế này thì thường là mình đã chia sẻ với anh chị nhiều rồi, là thường là nó sẽ rất khó lên. Và kịch bản tích cực nhất là nó phải tích lũy lại thôi. À, đó là đối với dòng ngân hàng, thì về cơ bản là mình phân tích với anh chị như vậy, bởi vì hiện tại các cổ phiếu là hôm nay giảm rất là mạnh. Hiểu hầu hết là các cổ phiếu giảm rất là mạnh. Đấy, hầu hết các cổ phiếu trong ngân hàng. Đấy, chỉ có được là BVB này là không phải là nó rất là nhỏ. Đấy, so với dòng ngân hàng thì nó rất là bé, không thể so sánh được đúng không ạ? Còn hầu hết các cổ phiếu giảm rất là mạnh, LBB cũng vậy này. Đấy, hôm nay biến rất là lớn này. Do đó là đối với dòng ngân hàng thì hiện tại là kịch bản tích cực nhất là chỉ có tích lũy lại thôi. Đấy, và tích lũy lại là mất khá nhiều thời gian. Rồi, một cái dòng tiếp theo nữa là dòng chứng khoán. Đối với dòng chứng khoán thì mình thấy là như hôm nay mình thấy rằng là nó vẫn còn giữ được vùng nền thôi, như VND chẳng hạn là nó vẫn cái biến nó hơi lớn nhưng chúng ta thấy là nó vẫn còn nằm trên MA20, và nhiều khả năng như phiên ngày mai hoặc là phiên ngày mai nó có thể test về đường trên
trên trên giảm là gì này, nếu nó tẹt về đấy khối lượng nhỏ nữa thì nó có thể cân bằng được, thì đó lại là cơ hội đúng không ạ? Nó có thể tẹt về, nó có thể tẹt về, nó có thể tẹt về kiểu như thế này đấy, thì đó lại là cơ hội đúng không ạ? Đấy thì khi mà anh chị là có tiền trong tay, chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ có những cái cơ hội, có thể có những cái quyền lựa chọn ở phía sau đúng không ạ? Còn nếu như bây giờ anh chị mà kẹt hàng thì nếu như nó thủng cái này thì chúng ta phải bán thôi đúng không ạ? Còn mình thì hôm trước mình có VCI thì mình bảo anh chị thôi, mình bán ở thứ sáu vừa rồi thôi đúng không ạ? Đấy là SSI của anh chị này, hôm nay nó không giảm, nó không tẹt tới đây, nhưng khối lượng thì nó không lớn lắm, nhưng hiện tại chúng ta xem thử là nó có thể cân bằng tích lũy lại được hay không. Khi nó cả cổ phiếu những dòng chứng khoán hôm nay nó giảm như vậy nhưng khối lượng nó không lớn thì hy vọng rằng là nó sẽ cân bằng lại. HCM thì mình chia sẻ anh chị nhiều rồi đấy, chia sẻ nhiều rồi, lỏng lẻo khối lượng lớn thế này nên nó sẽ giảm rất là kinh đấy, giảm so với cả cổ phiếu trong dòng chứng khoán là nó giảm khá mạnh đấy. Và nhưng như thế này là nó rẻ là gì ạ, xấu hơn so với VND hoặc là SSI đấy. VCI thì mình đã nói với anh chị rồi, nhiều kịch bản là như phiên thứ sáu mình bán là lý do vì sao là mình đã chia sẻ với anh chị đấy. Khi mà nó giảm với khối lượng lớn và khi khối lượng lớn nó không lên được á thì thường nó xu thế là quay đầu lại đấy, thì nhiều lúc nó có thể như như thứ sáu vừa rồi mình bán, nhưng mà hôm nay thị trường tụt nó cũng thể, mình mà nói anh chị là nhiều khả năng nó cũng thể gọi là khi thị trường tụt nó có thể lên vùng giá 31, nhưng mà đây là cuộc chơi đúng không? Khi chúng ta cuộc chơi chúng ta phân tích được thì chúng ta phải chấp nhận thôi đúng không ạ? Đấy chúng ta phải chấp nhận đấy. Ví dụ như mình cơ cấu rằng con cái B ngàn anh chị thấy rằng là nó vẫn ok hơn so với VCI đúng không? Đấy thế đó là đối với VCI. À, khối lượng hôm nay là nhỏ xuống hơn anh chị nhé. Rồi là gì ạ? CTS cũng vậy này, khối lượng nhỏ đang cúi đầu giảm này. Thì hầu hết các cổ phiếu dòng chứng khoán hiện tại chúng ta thấy rằng là hôm nay nó giảm nhưng khối lượng nó cũng không lớn là đáng kể, thì chúng ta chờ xem thử là quá trình này nó có tích lũy lại được hay không. Đó là đối với dòng chứng khoán. Ở dòng thép thì mình đã phân tích nhiều rồi đấy, mình đã phân tích nhiều với anh chị rồi đấy, thấy chưa, nó lỏng và khi như hoa sen á thì chúng ta thấy là hôm nay khối ngoài nhưng muốn nhiều sao. À, về khối ngoài hôm nay chúng ta tổng hợp một tí, khối ngoài hôm nay quay trở lại bán anh chị nhá, hôm nay khối ngoài quay trở lại bán này, bán khá nhiều này, bán đó là 346 tỷ trên sàn HOSE đấy. Và những cổ phiếu này bây giờ nó lỏng lẻo thế này chúng ta phải chờ xem thử là nó quá trình tích lũy lại không, còn khi khối lượng lớn nó sẽ không lên được. Còn hoa sen thì mình bán nó không phải khoe anh chị, nhiều những cái vùng này mình đã bán rồi, mặc dù những giai đoạn vừa rồi lên anh chị thấy rằng là như hôm nay nữa thì trưng giảm nhưng mình vẫn có lại đấy. Rồi là ví dụ hoa phát trong vậy anh chị này đấy, mình đã nói anh chị là nó có kịch bản, hai kịch bản là một là nó lên tẹt, tẹt ngay cái đường trend giảm này, và hai nữa nó tích lũy ở vùng này, nhưng mà hôm nay nó chứ nó thoát khỏi vùng vùng này, khối lượng hôm nay trông nhỏ thôi, nhưng mà nếu như nó giảm xuống đấy ngày mai nó kéo lên vùng này nó tích lũy lại thì sao, khối lượng tiếp tục kiệt thì lên đó là cơ hội đúng không ạ? Còn nếu không nó đang cúi đầu giảm là chúng ta không mua, khi nó còn cúi đầu giảm chúng ta sẽ không mua anh chị nhé. Rồi Nam Kim cũng vậy này, để tiếp tục là mất cái vùng nền tích lũy này, và nhiều khả năng nó sẽ chạm về EMA 50 đấy, khi nó dao động là chúng ta phải rất chú ý. Và đặc biệt là trong những giai đoạn này thị trường thế giới rất là nhạy cảm, đó là chúng ta nên cẩn trọng, đặc biệt là tham gia về tỷ trọng bao nhiêu. Còn nếu như mà tỷ trọng anh chị mà thấy cơ sở nó khó thì anh chị có thể đánh phái sinh, nhưng là ví dụ như phái sinh hôm nay cũng có nhiều điểm sọt này đấy, mình đang có một số cổ phiếu ở đây anh chị nên chung với chặt 5 phút anh chị ạ, nên chung với chặt 5 phút đấy, có rất nhiều điểm sọt anh chị nhé, đây có rất nhiều điểm sọt. Như đây là mẫu hình đến sáu hôm này là đảo chiều giảm giá, thì anh chị có thể sọt lại cái này này đúng không? Anh chị sọt cái này hoặc sọt cái này này, như đây thì sọt cái này cũng được này, sọt cái này này, rất nhiều điểm sọt đấy. Ở đây là mình đang nói với chart 5 phút là một cái khung thời gian nó khá dài hơn đấy, nhưng mà anh chị mới á là chúng ta nên dùng ở chart 5 phút thì nó ok hơn đấy. Hôm nay thì mình không tham gia nhiều được phái sinh bởi vì là do cơ sở mình có cái B, do đó là mình cũng có CTD, do đó là hôm nay cũng phải phải cánh để bán đấy, và khuyến nghị khách hàng, hỗ trợ khách hàng, do đó là mình cũng không tham gia phái sinh nhiều được hôm nay đấy. Còn tiếp theo chúng ta phân tích trở lại đối thị trường đối với dòng thép đúng không ạ? Còn dòng dầu khí thì mình đã nói rồi, những giai đoạn lỏng lẻo này thì nó rất là khó lên đấy, và khi gặp thị trường chứng xấu nữa thì anh chị biết rồi, khi khối lượng lớn thì nó thị trường nó không lên được. PVS, PVD cũng vậy, trước có di tích cả PVD cúi đầu giảm. Con gạt thì nó là trời chứng đúng không? Con gạt thì hôm trước mình phân tích để phân tích điểm số anh chị là nó sẽ có nhiều kịch bản đấy, thì nhiều khả năng nó sẽ xuống đấy, nó có hồi lên đây không, chúng ta sẽ chờ thêm để xác định cái điểm số thôi. Con đánh đồng với bọn này rất khó. Rồi là báo này, báo hôm nay quay được là tại là tẹt là vùng đỉnh này, vượt đỉnh lên này, tẹt lại này, nếu như mất chụt là chụt, như hôm nay thì nó còn xanh thì thị trường yếu tả chụt cũng được đấy, nhưng mình cũng tiếc con này mình không có. BR vẫn tiếp tục quỹ đầu giảm này, cái khối lượng rất lớn này.
Rồi PLC liên quan trong đầu tư công đấy, nhưng mà chúng ta thấy rằng là rất lộc, nó kéo đến thế này anh chị có thì thường lên đến bán anh chị. Con này nói về màu hình như nó thấy không bằng cái P đâu. Rồi pẹt trong bay này, pẹt trong tiếp tục quý đầu giảm mất MA 50 này. Như bọn này là như có khả năng nó thể về vùng nền này gì là rất cao gì nhá, về vùng nền này là rất cao. Rồi ví dụ như BSR nó có thể về những vùng nền phía dưới này, có thể là vùng giá 14.000 đấy, có thể về những vùng này. Tiếp theo là cả cái cổ phiếu liên quan đến nhóm ngành xây dựng và đầu tư công, cái SB mình phân tích anh chị rồi. Bây giờ thị trường chứng khoán nó lỏng lẻo khối lượng búng thế này thì anh chị cẩn trọng. Mình có một mớ ít nữa thôi, đó là khi mà thị trường chứng khoán thì rõ ràng là một cái nhén cũng không làm đến mùa xuân. Đấy anh chị biết rồi. Và chúng ta thấy đang là biến đồ nó rất là chặt ok đấy, nhưng mà mình có ăn là cổ phiếu này, nhưng hôm nay mình bán mình có lại, nhưng mà chúng ta thấy đang là biến đồ với nó dao động rất là lớn. Khi thị trường chứng khoán thật xấu thế này nó không lên được. Và nếu như mà anh chị có hàng anh chị nên cân nhắc, nó lỏng lẻo anh chị nên cân nhắc để chúng ta có thể chốt là cái lợi nhuận chúng ta có, đúng không ạ? Còn mua thì mình nghĩ là chúng ta phải chờ một quá trình tích lũy lại, đặc biệt là chúng ta đánh giá với thị trường. Còn cả cổ phiếu khác ví dụ như C4G vẫn tiếp tục là tích lũy, biến hôm nay rất lớn, khối lượng lớn hơn rồi. Như vậy nó lại không không ok lắm nữa. Còn CII thì hôm nay có một điểm nổi lên rất tốt, nếu như có thì bán thôi, còn hôm nay cũng không có được, không mua được. PC1 cũng vậy. PC1 thì giai đoạn này lỏng, nhưng giai đoạn nó khá chặt, khối lượng nhỏ, nhưng mà thị trường chung xấu nữa là nó như thế này nó rất là dễ để đi, rất là dễ để giảm lại. CTD thì mình mua những phiên này chỉ biết rồi, hôm nay bán là huê vốn đấy. VCG hiện tại cũng vậy, nó vẫn tiếp tục là tích lũy khối lượng nhỏ xuống, nhưng mà chúng ta thấy rằng là khi mà nó vùng cản phía trên con dây thế này thì chúng ta cũng phải chờ thêm xem được là nó kiệt khối lượng xuống được hay không. HRV cũng vậy này đấy, nhiều cổ phiếu nhau xây dựng nên hôm nay chúng ta cũng thấy rằng là nó vẫn giữ được vùng nền đấy. LCG đây, VCG, CTD, HHV, rồi là gì ạ, NBB, CII vân vân, nhiều cổ phiếu nó vẫn giữ cái vùng nền, mới thậm chí có những cổ phiếu tăng ví dụ CII hoặc là cái SB đấy vân vân. Nhưng mà thực tế là thị trường chứng khoán thì nó rất là khó đấy, đó là về nhóm ngành xây dựng nó vẫn giữ và đầu tư công thì nó vẫn giữ được vùng nền này, đúng không? Còn cả cổ phiếu hiện tại còn khá nhiều anh chị nhé, liên quan nông nghiệp chúng ta lướt qua BASF quý đầu giảm này, liên quan giảm lỏng lẻo giảm này, TAR liên quan lương thực còn quý đầu giảm này đấy, giai đoạn đầu chặt chẽ, nhưng phía sau chúng ta thấy khối lượng nó búng ra là nó thẳng lên được và nó tiếp tục là quay lại giảm. LTG cũng vậy, LTG vẫn còn giữ vùng nền, nhưng mà khả năng như thế này khi thị trường cũng yếu nó thì và đã mất MA 50 rồi, cho nên nó cũng yếu đấy đấy. Bán cũng vậy. Như vậy thì hôm nay có một cổ phiếu trong nhóm ngành phân bón đấy, đó là nhóm đã con Đàm Cà Mau. Đàm Cà Mau thì thực ra nó cũng không còn cái điểm để mua, nhưng mà nếu như anh chị thấy đang là nó một đáy tẹt lại này, khối lượng nhỏ hơn này, phía sau anh chị thấy là nó tẹt lại này, gặp MA 20 nó giảm lại, những khối lượng phải nhỏ thì nó thường là nó sẽ lên này đấy. Nhưng mà con này có thì thường là lên những vùng giá khoảng 25.000 này là anh chị đến chỗ tôi, bởi vì giai đoạn này thực tế là rất khó đấy. Nhưng quan trọng là đánh giá được cái thị trường nữa, nhưng mà thường là gặp vùng này mà thị trường yếu nó thể quay đầu giảm lại. Chúng ta xem thêm cái dòng xi măng này, HT1 này. HT1 thì một đỉnh hai đỉnh, đó là khối lượng này rất là phần không kiệt xuống được mà nó hôm nay lại tăng, và giai đoạn này chúng ta thấy khối lượng nó lỏng nó sẽ không lên đấy. Mình dùng chốt cái này là ngay đỉnh rồi ấy. Mình ngỏ khoe anh chị rồi, đúng không ạ? BCC cũng vậy, BCC nó hôm nay khối lượng nó búng lớn, nhưng chúng ta thấy rằng nhá, cũng có thể là vai đâu vai đấy. Thì thường những cổ phiếu như thế này nó sẽ kịch bản tích cực nhất là nó sẽ tích lũy lại, còn nếu không nó sẽ hình thành mẫu hình vai đầu vai thuần này, nó sẽ giảm rất là sâu đấy. Nhóm ngành bảo hiểm BVH này vẫn giữ vùng nền này, nhưng mà biến lớn này, khối lượng nhỏ, chúng ta chờ thêm xem. MIG BMI cũng đã mất MA 50, khối lượng thì không có. MIG đấy vẫn giữ được con vùng nền, nhưng con vùng cản phía trên con đã dày đấy, thì chúng ta xem thêm, đúng không ạ? Thì trên đây là một số phân tích về thị trường chung của những một số nhóm ngành cổ phiếu để anh chị của mình đối với anh chị quan sát. Còn mình nghĩ là nếu như mà giai đoạn này khó thì anh chị có thể cân nhắc đến phái sinh, và đặc biệt là các phiên tới mà anh chị còn tiền mà anh chị trước có điểm vào chúng ta nên cân nhắc, đúng không ạ? Bởi vì sau một quá trình mà thị trường short ngành thế này sẽ có những cái điểm để lo đấy. Nhưng mà giai đoạn này thì chúng ta xem rồi, đúng không ạ? Xem thêm đấy, như hôm nay có khá nhiều điểm short, nhưng mình khẳng định anh chị rồi, hôm nay có để hướng dẫn khách hàng chốt lại rồi là hà thì trong một số cổ phiếu, do đó là mình cũng không tham gia được nhiều đối với phái sinh. Video mình xin phép dừng tại đây. Xin chào và hẹn anh chị trong những video lần sau.